Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin Việt Nam và Thế giới trên kênh truyền hình VTC10 Nét Việt. Chương trình ngày 15 tháng 7 2013 sẽ có những thông tin chính sau đây. Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đào tạo lãnh đạo doanh nghiệp. Chuyển giao tượng Chân Đăng từ Việt Nam sang Nouvelle-Calédonie. Trại hè người Việt trẻ đồng hành cùng 15 thực tập sinh quốc tế đến từ nhiều quốc gia như Đức, Slovakia, Ba Lan và Malaysia. Ngày 13 tháng 7 tại Hà Nội, trường kinh doanh Schiller thuộc Đại học Hawaii, Hoa Kỳ đã tổ chức lễ tốt nghiệp cho 25 học viên khóa đào tạo thạc sĩ quản trị kinh doanh cho lãnh đạo cao cấp của các doanh nghiệp Việt Nam. Buổi lễ có sự tham dự của Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam David Shear cùng đại diện ngành giáo dục Việt Nam. Chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh cho lãnh đạo cao cấp của doanh nghiệp Việt Nam, gọi tắt là VEMBA, ra đời từ năm 2001, mỗi khóa học kéo dài 2 năm. Chương trình được trường kinh doanh Schiller thực hiện tại Việt Nam với sự hợp tác của Đại học Ngoại thương Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là chương trình MBA duy nhất tại Việt Nam được công nhận bởi Hiệp hội các trường cấp cao về quản trị kinh doanh Hoa Kỳ. Người sáng lập nên chương trình là tiến sĩ Bùi Tùng. Ông là một Việt kiều đã giảng dạy tại các trường đại học danh tiếng ở nhiều nơi trên thế giới như Hoa Kỳ, Canada và Thụy Sĩ. Những học viên tốt nghiệp VEMBA đã trở thành những lãnh đạo doanh nghiệp tên tuổi tại Việt Nam như VNPT, Vinamilk và FPT. Họ đã góp phần nâng cao chất lượng quản trị kinh doanh trong nước, thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới. Chân Đăng là danh từ chỉ những người Việt ghi danh theo dạng ngộ phu đầu thế kỷ 20 thời Pháp thuộc để đi làm ở hai quần đảo thuộc châu Đại Dương là Nouvelle-Calédonie và Vanuatu hay còn gọi là Tân Đảo. Để nhớ tới những người thân của mình, ngày 14 tháng 7 tại thôn Quảng Bố, tỉnh Bắc Ninh, những người con của họ đã tổ chức chuyển giao tượng Chân Đăng từ Việt Nam sang Nouvelle-Calédonie. Hàng trăm Việt kiều được sinh ra tại Nouvelle-Calédonie, hiện đang sống ở các tỉnh phía Bắc của Việt Nam, đã đến tham dự lễ chuyển giao này. Đây là cơ hội để lớp thế hệ thứ hai của những người Chân Đăng gặp gỡ ôn lại kỷ niệm, đồng thời được chiêm ngưỡng bức tượng thể hiện hình ảnh cha mẹ họ cách đây một thế kỷ ở Nouvelle-Calédonie. Đại diện của Chủ tịch Chi hội Liên lạc người Nouvelle-Calédonie tại Hà Nội cũng cho biết, bức tượng này không chỉ tôn vinh những người Chân Đăng mà còn thể hiện hình ảnh gia đình đầm ấm của người Việt Nam trong mọi hoàn cảnh. Bức tượng có tổng chiều dài 1m45, rộng 90cm, cao 1m80, được đúc trong hơn 4 tháng. Bắt đầu từ ngày 15 tháng 7 năm 2013 tại Trường Đại học Thăng Long, Hà Nội, Tổ chức Sinh viên Quốc tế ISEC sẽ triển khai dự án Người Việt Trẻ với chủ đề phát triển giới trẻ và tiềm năng lãnh đạo. Dự án diễn ra từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 7 là nơi 50 bạn trẻ ưu tú phân tích về hiện trạng của hình ảnh giới trẻ Việt Nam, xây dựng mục tiêu tương lai và trang bị kiến thức, kỹ năng để hành động. Sau đó vào ngày 30 tháng 7, khoảng 200 đến 250 bạn trẻ sẽ cùng tham gia Ngày hội Giới trẻ Thế giới, bàn luận và đưa ra đề xuất cho những vấn đề nóng liên quan đến sự phát triển giới trẻ trên toàn thế giới. Trại hè sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh với sự hành động của 15 thực tập sinh quốc tế đến từ Đức, Slovakia, Ba Lan, Malaysia, Hàn Quốc, Indonesia. Tạo cơ hội giao lưu văn hóa cho các bạn trẻ trao đổi những quan điểm về giới trẻ hiện nay. Những thông tin về dự báo thời tiết các thành phố lớn trên thế giới ngày 16 tháng 7 sẽ tiếp tục bản tin hôm nay của chúng tôi. Tham gia vào trại hè người Việt trẻ đối với các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam, đó là những trải nghiệm rất thú vị. Chúng ta sẽ cùng đến với chia sẻ của những người Việt trẻ để cảm nhận sự thú vị của chương trình này. Dự án người Việt trẻ tên là Việt Nam Good Icon được tổ chức với mục đích là tạo ra một cái sân chơi dành cho các bạn trẻ được học hỏi nhiều hơn về cái kỹ năng lãnh đạo. Và bọn em cố gắng tạo nên một cái sân chơi này để các bạn tìm hiểu rõ hơn về những cái vấn đề của giới trẻ hiện tại ở Việt Nam. Và điều đặc biệt là dự án này có sự tham gia của hơn 15 bạn thực tập sinh quốc tế. Các bạn đến từ rất nhiều trường đại học ở trên thế giới và được tuyển chọn bởi ISEC và đến đây. Và bằng các bạn từ nước ngoài thì có những cái góc nhìn khác nhau về các vấn đề giới trẻ và các bạn sẽ chia sẻ với các bạn ở Việt Nam nhiều hơn. I'm an Indian who lives in Australia and like a place where you're available, like they teach you a lot of skills, leadership, teamwork, debating, all this, and the fact that this project offers all these different things, it'd be really nice to help the youth with lacking proactivity to develop these skills and use them in everyday life.
Today we're going to introduce debating skills, public speaking skills, as well as like a little bit of entertainment, and also different cultures. We've got people from 12 different nationalities, so we're going to introduce 12 different cultures. Em tham gia là làm việc theo nhóm và luyện tập kỹ năng nói ở trên trước công chúng. Em nghĩ là việc sử dụng tiếng Anh thì sẽ khiến cho tất cả mọi người giao tiếp bằng tiếng Anh sẽ tự nhiên hơn và mình sẽ tự tin hơn để khi mà bày tỏ quan điểm ý kiến của mình á thì sẽ dễ dàng hơn bởi vì đã có mọi người rất thân thiện để giúp đỡ thì về sau ra ngoài cái khả năng tiếng Anh của mình nó sẽ được tận dụng nhiều hơn. Chúng ta sẽ tiếp tục chương trình sau ít phút nữa. Với một phong cách nhạc hiện đại, sôi nổi và trẻ trung, nhạc điện tử hiện nay đang là một thể loại nhạc hấp dẫn đối với giới trẻ trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, âm nhạc điện tử cũng đang nhanh chóng trở thành một trào lưu, ghi nhận của phóng viên chương trình về buổi học bộ môn âm nhạc này của giáo sư âm nhạc Thụy Điển. Lớp học biểu diễn âm nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Giảng viên giảng dạy là giáo sư âm nhạc Henrik Fritz đến từ Thụy Điển. Giáo sư Henrik Fritz sang Việt Nam theo lời mời của nhạc sĩ Kim Ngọc, người thành lập trung tâm nghệ thuật thể nghiệm Đom Đóm và cũng là người được biết đến như một nhạc sĩ thể nghiệm tài năng của Việt Nam. Hai thầy giáo âm nhạc này đã truyền lửa cho những nhạc sĩ tương lai của Việt Nam những ý tưởng mới. This is difficult to say in the right way, but in Sweden where I work and live now, students aren't motivated in the same way as these students have been here. So I think it's just fantastic. I get a lot of feedback from them, and we have a very open discussion about where to take the workshop. And I listen a lot to them, and they're really interested. Với cái mong muốn đơn giản nhất là làm sao mình giúp tạo nên một cái thế hệ, những cái thế hệ nghệ sĩ trẻ cho âm nhạc đương đại được thể nghiệm, để cho cái khung cảnh âm nhạc và văn hóa của nghệ thuật của Hà Nội được phong phú hơn. Cũng như là của Việt Nam, để có thêm một cái lựa chọn cho khán giả thưởng thức âm nhạc, cũng như là có thêm một cái lựa chọn phát triển và lựa chọn sự nghiệp cho các nhạc sĩ trẻ trong tương lai. Lớp học của Henrik được chia làm 3 phần. Mỗi phần sẽ được thiết kế xen kẽ giữa các bài giảng và đào tạo kỹ năng nhằm cung cấp cho các học viên một cái nhìn tổng thể về lịch sử âm nhạc điện tử thế giới và nền tảng mỹ học, đồng thời cung cấp cho học viên những lý thuyết trọng tâm và đào tạo thực hành các kỹ năng hệ thống về trình diễn và sáng tác âm nhạc điện tử. Em thấy là học được về những cái cơ bản của âm nhạc điện tử, sau đấy là biết thêm về nhiều cái để mình có thể tự sáng tác bài, xong rồi tự chơi tác phẩm. Sau hai khóa học bắt đầu từ tháng 4 đến nay, những bạn sinh viên của nhạc viện đã hiểu hơn về âm nhạc điện tử và biết hơn về kỹ thuật, thẩm mỹ của thể loại này. Những kết quả lao động của Henrik cùng các nhạc sĩ trẻ mà anh đang hướng dẫn được thể hiện qua một buổi hòa nhạc cuối tháng 6 vừa qua. Đây đồng thời cũng là dịp để chứng kiến sự hòa nhập của các bạn trẻ yêu nhạc Việt Nam vào nền âm nhạc hiện đại của thế giới. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại.